thưa anh chị và các bạn, đây là nhà 3 phòng ngủ 2 phòng tắm, tọa lạc tại Wesley Chapel, Florida, với tổng diện tích là 1.682 square feet. Giá tổng cộng sau closing là 267.000, CDD cho 1 năm là 1.800 và HOA cho mỗi tháng là 78 đồng một. Theo tin được biết, HOA 78 đồng đó bao gồm tiền Internet và tiền Cable TV included. Thôi thì mọi người theo chân mình để xem thử nha. Nè, cái hôm quay ngoài cửa đi vô nè. Bên trái là cái phòng giặt. Bên đây là có hai phòng ngủ với cái nhà tắm. Đó, nhà tắm đây. Đây cái phòng ngủ, bây giờ như nhà có hai mạng rồi, đây cái không có phòng chống lỏng có gì vậy á. Yeah. Để chống chơi vui vậy. Đó, đây phòng ngủ. Nhà tắm đây. Nhà tắm nè. Bây giờ không ai ngủ đây, chơi để cái phòng chống lỏng này nè. Nhà này hai phòng tắm, ba phòng ngủ. Giá là 267.000 sau closing. Đi vô. Bên tay phải là cái nhà bếp. Bên trái là phòng khách. Phòng ăn thì để đi thẳng qua đây luôn. Đó. Chưa. Thì muốn là mình mua nhà mới á, là nó cho mình cái bếp, cái microwave với cái tủ lạnh. Cái tủ lạnh đi chung với cái nhà. Khi mình mua nhà vô là bếp, nhà bếp, tủ lạnh, microwave với cái máy rửa chén thì nó có sẵn đó luôn. Này, máy rửa chén nè. Đích mình vô giường chiếu phải tự lo thôi, chứ nhà bếp là nó có đủ với mình hết luôn. Không mua cái này. Yeah. Cái appliance này mua nhà mới là tự động nó cho mình review rồi, nó cho mình cái này. Đó. Này vô master nè. Master bedroom. Đó, master bedroom. Ờ, trên này có cái hộp mà chưa có tivi à? Từ từ mấy. Đó. Này cái master bedroom. Nhà mới giờ vô cũng còn hơi lộn xộn tí, bà con thông cảm nha. Thì cái master bedroom đi vô nó có cái nhà tắm. Bên này nó có cái closet. Bên tay phải nó có cái closet. Yeah. Thì cái vô closet nó có cái bathroom. ID cửa thứ hai vào đây. Còn không có thì đi vô chỗ này để tắm rửa mặt rồi nằm đây. Mới giờ vô cũng còn hơi lộn xộn nha bà con. Đó. Đang đi ra cái master nè. Yeah. Đi ra đây thì có ha. Toilet khách nè. Bây giờ quay quý quay nào thấy ngồi nó đứng lên đây ngồi nó né camera không? What's up, man? What's up? XOE nhiêu? Không có... XOE... Nó ngàn mấy à, ngàn mấy à. Ngàn mấy hả? Yeah. Mà ngàn mấy mà nó cho coi TV free? Yeah, cho internet. Internet free? Free internet.
Tại vì trong cái khu này nó cái signal nhiều khi cái phone nó không được good á. Cho nên nó cho free. Cho free. Nhưng mà nó cũng chạy vô trong đó chứ à. 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Giá cuối cùng là 267.000 phải không? Yeah. 267.000 là closing. Nhà này 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Tiền cuối cùng closing luôn là 267.000. XOE là ngàn mấy một năm. Mà nó tính luôn tiền internet với TV là free. Mình coi nó có cable, nó cho cable chung cái pack với XOE luôn nên nó có cable với TV. Ai muốn mua căn nhà này xuống đây. Xây bên hông nè. Đó bên hông nè. Còn phía sau. Phía sau nó cũng có cái phần đất bự lắm, cái gió nó cũng lớn lắm, trồng cây nè. Nè nhổ luôn cái cây luôn cho rồi trồng cây khác vô men. Để cho nó dễ giống người ta một tí. Gì đâu mình trồng cái cây bên trái. Đâu chẳng cái đây, trồng ổi cốc về lên. Ổi cốc trồng đây rồi. Hai ba cái mận lên luôn. Yeah, chơi cái này xuống đây, cho đi đây, trồng cái mận lên. 20 năm sau lên, có mận ăn. Này phía sau hè nè. Đó. Kính chào mọi người, video của mình đến đây là hết. Nếu video này có giúp ích được ai, xin vui lòng cho mình xin một nút like, chia sẻ và subscribe. Và hẹn gặp lại tất cả ở một video sớm nhất.